cái chỗ Nguyễn Văn Đài ở Đức á, đang kêu gọi phong anh hùng cho Nguyễn Chí Thành á, mà là nguyên là cán bộ công an, đại úy công an mà cho xuất ngũ xong rồi về vi phạm pháp luật rồi bị xử 2 năm tù á, thì bác Cầm với anh Nam Phong với anh Huy nghĩ sao? À, cái vấn đề bố bố Cầm có ý kiến gì không, nó bố phát biểu trước đi, còn Bố Phong thì thì cái quy tắc về vấn đề coi như là mình nói về vấn đề sơ sơ về người quốc tế chút xíu, thì là thí dụ như anh là một người lính hoặc là một người lính thì anh sau khi mà anh đã ở đây không phải là nó giết chết ngay, nó hẳn là không có cái chuyện đó sẽ bao giờ xảy ra cả, nó hẳn là mày biết từ xưa tới giờ cái chiến tranh Việt Nam mày biết bao nhiêu người lính về về bên mà tham gia chiến tranh Việt Nam mình về bên đây là bị bệnh rồi bị rồi đâu có thằng nào dám lạng vạng đâu, đúng không á, nó cái luật nó rất là nghiêm khắc nên vì đó không có chuyện là mày luật về chính sách người có công, đối tượng được phong những cái danh hiệu cao quý của đảng nhà nước, từ danh hiệu cao nhất đó là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, bà mẹ Việt Nam anh hùng và các huân huy chương của nhà nước, thì nó có cái quy định rõ ràng trong cái luật. Thứ nhất là luật chính sách người có công, là luật thi đua khen thưởng, những cái luật đó và những cái tiêu chí của những cái luật đó quy định rõ ràng một số thành phần bất mãn cơ hội chống phá. Mình không nói một mình Nguyễn Văn Đài, mình nói chung một số kẻ lợi dụng và chống cộng, chống phá đất nước Việt Nam, họ luôn nâng những kẻ vi phạm pháp luật của một đất nước thành những anh hùng. Không có chuyện đó. Thực sự ra mình nói vậy nè, trong giai đoạn miền Nam trước năm 75, đúng không, trong giai đoạn ở miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, họ bắt, họ xử lý, họ xử tử, họ tử hình, họ bỏ tù, họ đày đọa những người tham gia cách mạng. Thì chính quyền cách mạng là người tổ chức lãnh đạo và chỉ huy những người đó, họ xét công lao đó, phong những danh hiệu cao quý theo quy định của thời đó, thì đó là được chính quyền đó phong. Còn đối với hiện nay nhà nước Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền và độc lập, có hiến pháp và như tiêu chí của luật, thì những đối tượng, những cá nhân, những thành phần nào có thành tích đặc biệt xuất sắc thì được phong các danh hiệu cao quý. Vậy thì những thành phần mà chống lại cái nhà nước này đã chống lại mà lại yêu cầu nhà nước này phong, vậy thì thờ ông Diệm, ông Thiệu có phong những người cách mạng như là Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Thương, Văn Văn rất là nhiều người anh hùng ở miền Nam. Ông Thiệu, ông Diệm có phong ai, những người đi theo cách mạng, đi theo cộng sản được anh hùng không? Có không? Chắc chắn không. Học bài đầy, học Cái này viết. nói cho mình nghe cái điều này chút xíu, có nghĩa là Nguyễn Văn Đài từ hồi xưa giờ thì có một cái tính cách là chống phá Việt Nam, cũng xuất thân từ ở Việt Nam ra rồi là học luật ở Việt Nam, nói chung là mình nói cho nó cho nó chí tình chí lý, có nghĩa là cái hộp cơm ở Việt Nam nó còn nhét kẽ răng mà nó đã qua nước ngoài, và hầu như những cái bài báo, những cái lời của nó nói từ hồi xưa là thừa sàm xí đú, thậm chí cái xe VinFast mà nó còn dựa lên đó, là nói chung là không có cái chuyện gì mà nó nói đúng sự thật cả, cái điều đó là ai cũng hiểu rồi. Cái phải phải cái thằng này là ở cái gì chấm nó ở Đức phải không, nó ở Đức phải không, Đức, dạ đúng rồi, Đức. nó ở Đức mà có một cái thằng khoa ấm nữa, hai thằng nữa, hai thằng thì bị bỏ chạy Lê Trung Kho, đó rồi đó. Đấy, để nhìn là Mai Tuấn Bạch, Mai Tuấn Bạch ngoài đất. thì những cái thành phần này được coi như không bàn cãi, là bởi vì không có gì, cái cửa miệng nó thốt ra thì Mai Tuấn hầu Bạch. như là Đắk Lắk là tầm bậy tầm bạ, không có cái gì không phải đắn đo cả, và hầu như những cái gì mà nó cố tình đánh phá Việt Nam, cho nên vì đó những cái gì rất ư là bậy bạ, những cái thành phần như là thằng Lê Chí Thành cũng vậy, ông cũng nghe nói phong phanh là thằng này nó đã xuất ngũ, bị loại ngũ cho mà xuất ngũ rồi xong rồi đi chống phá, đi vô mấy cái bốt tạm mà thu thuế của những cái đường rồi bắt đầu làm eo làm sắt rồi đủ trò trên trời, bắt thằng này là phải rồi chứ còn cái chuyện gì nữa là phải rồi. Bây giờ ta không có nghĩ gì cả, các con trong nước tao không nói, thì còn bây giờ bố ở ngoài nước ngoài bố không có rành về vấn đề coi như quân đội Việt Nam vì đó bố không nói được, nhưng mà nói về tiêu chí thì hầu như là thằng Nguyễn Văn Đài là thằng càng biết chẳng lắm tưởng gì cả, mà cái người
mà ở đây thường thường tôi nói từ mấy ngày, cái đám mà chống phá Việt Nam thì nó hay làm người lập ngược, những cái người nào trộm đuổi gà bắt chó hiếp dâm, nói chung là ăn là gì chém chú đó, thì hầu như nó đưa lên đội nó coi là anh hùng, đội nó kỳ cục vậy đó. Những cái đối tượng mà đi ngược lại cái lợi ích quốc gia dân tộc, vi phạm pháp luật Việt Nam là đồng bọn của nó. Mặc ra với là bác Cầm ấy, với là Nam Phong, với là bạn này là ở trên thường tham gia diễn đàn của Thơ Quang phải không? Tên gì đây? Dạ đúng rồi anh. Em tên Trung à. À Trung. Bây giờ nói mình xin thưa với bác Cầm với là bạn Trung với là bạn Nam Phong nè. Nếu như cộng sản có bị sụp đổ và những thành phần bên kia như Nghĩa Nhân Đài hoặc là các cái tổ chức chống phá đất nước ở tại Mỹ, Canada, Úc, Canada gì đó, ở Đức gì về trở thành lãnh đạo, thành cầm quyền nhà nước Việt Nam với cái thể chế khác, thì xin thưa nó cũng phong mấy thằng này như mẹ con có thì thiêu, hoặc là những người như cái thằng Lê Chí Thành là anh hùng đó. Lý do sao? Nó xin nói nè, tụi mày đã từng sống trong chế độ cộng sản mà tụi mày còn chống cộng sản, thì tụi tao ở nước ngoài về lãnh đạo này, tụi mày có tương lai, tụi mày có chống không mà tao phong cho tụi mày. Chẳng qua bây giờ đây là nó lợi dụng hình ảnh, nó lợi dụng hình ảnh giống ai nữa. Đúng không? Lịch sử rõ ràng những kẻ đã từng thay thầy đổi chủ thì cũng không thể nào làm ăn được gì. Nó rõ ràng có những kẻ đứng sau lưng đi theo ông này, đứng sau lưng bán đứng ông này cho ông kia lập công, cuối cùng ông kia mà ông lên là ông cũng có tận dụng, ông ghi mượn cho ông tận dụng, đúng không? Mình phải nói cho nó rõ, không thể nào một người chống phá một cái nhà nước mà lại được khen thưởng. Còn tụi nó muốn khen thì tụi nó rước về bên đó, tụi nó nuôi cơm ăn áo mặc, tụi nó lo đi. Xin thưa thằng Nghĩa Nhân Đài hiện giờ lên trên mạng mở YouTube, làm YouTube kiếm sống từng kiếm đồng đồng để sống, chứ cái trình độ, cái bằng luật sư của nó, cái tiếng Việt đó bên Đức chẳng ai nhận. Nó lo cái thằng nó chưa xong, nó lo cái thằng nó chưa xong. Thì lấy gì nó nuôi cái tụi, bây giờ cho tụi này xuất cảnh vào đó cho nó nuôi, bà nậu nó một mình đó, nó nuôi cái thằng nó không nấu, lấy gì nó nuôi cái tụi. Chẳng qua là nó tìm cái cách để nó chống phá và nó muốn cái xã hội Việt Nam bất ổn. Mà thằng Nguyễn Văn Đài nó không phải là thành phần mới chống phá đất nước trong những năm gần đây, mà nó đã chống phá cách đây mười mấy năm rồi. Thời Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định này nọ, một lợt của tụi nó là đã mười mấy năm về trước rồi. Thì cái đó là nó bản chất nó không thay đổi. Muốn nó quay đầu là bồ chắc chắn không, mà bản thân nó bây giờ có muốn quay đầu đi chăng nữa cũng không quay được, cho nên bằng cách kiếm sống thì nó phải chống không. Bây giờ cũng không bắt được tụi nó muốn quay đầu ai nhận. Nó bây giờ nó quỳ xuống, nó năn nỉ nhà nước Việt Nam, không mấy ông mấy bà mấy cha mấy mẹ tha cho con về Việt Nam, con đi phụ hồ con sống cũng được đi, con ở bên Đức con khổ quá, có được không? Chắc chắn nhà nước không cho, nhà nước Việt Nam không cho. Thì bên đó nó không còn cái nguồn nào sống, bằng cách chỉ có còn mà là buôn lê, buôn nước bọt, bé ngọn thù để chống thôi, để kiếm sống đâu. Rõ ràng vậy, không còn cách nào. Anh thấy bé Cầm thấy là Cù Hi Hà Vũ ở Mỹ, cái giai đoạn mà Cầm khoe cái tấm hộ chiếu của Việt Nam bị dư luận trong nước cũng như là tại Mỹ phản ứng và chữ rất là quyết liệt, tới bây giờ cũng mất. Nó là tôi còn hộ chiếu Việt Nam, có một ngày nào tôi sẽ trở về Việt Nam này nọ, các cái kênh ở nước ngoài cũng như trong nước phản ứng rất là dữ dội, tẩy chay chữ nó không còn một cái gì hết. Bây giờ có dám lò mặt lên không? Đó. Nó có muốn về được không? Chắc chắn là không. Cái bài học đó rất là lâu, rất là nhiều người rồi, đâu phải riêng mình Cô Hi Hà Vũ, hầu như tất cả. Bác thấy đại tá Bùi Tín không? Bùi Tín, tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân, đâu phải là chức vụ nhỏ, mà Bùi Tín là con của chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, là một trí sĩ, một nhân sĩ, một người quen lại của triều nhà Nguyễn, nhưng mà cách mạng thành công ra làm là trưởng ban Quốc hội, giống như chủ tịch Quốc hội bây giờ là ông Bùi gì. Mà giai đoạn đầu đó, những năm 46 đó, là Bùi Tín đó. Cù Hi Hà Vũ là con của một công thần cộng sản, Cù Hi Cẩn. Nhưng mà cuối cùng rồi, chính Bùi Tín, Tàu Phiên chết, cái đám xương hiện giờ đang ở Pháp.
gia đình xin đem về Việt Nam cũng không đem được, mà chỉ cái bộ xương thôi, cái bộ tro cốt cũng không đem về được. Mà khi chính Bùi Tín xin được về Việt Nam, một nhân vật cao cấp trong Bộ Ngoại giao của Việt Nam, ông ngỏ lời ông muốn xin, ông muốn quay đầu là bờ. Chính người đó đã trả lời một câu: anh ra đi bằng đường nào thì bây giờ anh phải trở về bằng đường đó. Anh trở về được không? Ừ, đúng không? Nó nhục cuối cùng sống bên đó chết, 90 mấy tuổi chết, chống phá đảng, chống phá nhà nước, xuyên tạc, nói xấu Bác Hồ, ca ngợi ông Diệm, ông Thiệu, tâm lâm tóc cũng chết, trò tàn bên Pháp còn không về được. Những thành phần đó chúng ta còn tẩy chay, còn nghiền rũ, thì huống chi mà cỡ cái thằng Nguyễn Văn Đài là một thằng luật sư vườn. Tép riêu. Dạ, con Năm Phong nói đi con. Hồi nãy em cho có hỏi về Lê Chí Thành đó. Thì mình xin con đi sâu vô chút xíu về cái nhân vật này. Thì trước thời gian trước thì trên diễn đàn, trên Facebook và các cái mạng xã hội, chúng ta thấy Lê Chí Thành thường xuyên mặc cái bộ đồ đại úy công an live stream. Thì đó là cái nội dung live stream thì nhiều lắm, nhưng mà thật đối với mình thì anh không được phép, đúng không? Anh vi phạm, mà anh vi phạm rất là nhiều rồi, cộng với những cái phát ngôn như thế thì anh bị loại khỏi ngành đó. Thì đâm ra là sao, là bất mãn, là một thằng bất mãn bắt đầu đi theo những cái đám mà dâm chủ trong nước đó. Thì với cái chiêu bài là quyền tự do công dân đó, thường xuyên đi tới những cái chốt giao thông để kiếm chuyện, để live stream đó. Tính là kiếm sống bằng cái nghề YouTube thôi, nhưng mà thật sự Lê Chí Thành là một công an trại giam, kiến thức về luật á Lê Chí Thành không nắm nhiều đâu. Nếu Lê Chí Thành biết luật, Lê Chí Thành sẽ không có bị bắt đâu. Nhưng mà kiến thức về luật kém lắm, cứ nghĩ mình là giỏi đó. Chúng ta đã có cái quy định đó, cái việc mà anh, cái quyền tự do của anh quay, anh ghi hình cảnh sát giao thông được phép nha, được phép. Nhưng mà anh không được gây cản trở đó, nó có quy định cái việc cái người thực hiện công vụ. Anh không được dùng những cái hình ảnh đó để bôi nhọ, lăng mạ cơ quan chức năng và những cái người thực thi công vụ. Thì Lê Chí Thành nó vi phạm, thì chúng ta thấy cái clip chia sẻ trên mạng là Lê Chí Thành bị vi phạm luật giao thông, bị bắt và không có chấp hành, chống đối người thi hành công vụ, vẫn ngồi ngay cái đầu xe đó, cái chiếc xe 7 chỗ mà Mitsubishi Xpander đó, còn nhớ rất rõ mà. Thì đương nhiên anh vi phạm pháp luật thì anh bị bắt, một cái kẻ vi phạm pháp luật. Mặc dù trước đây anh từng là công an, nhưng mà khi mà để bị loại khỏi ngành thì anh là một người dân bình thường, và anh vi phạm thì anh phải chấp hành, anh phải bị xử lý đó. Thì tội chống phá này thì mình đã nói nhiều rồi. Chính những cái kẻ đó mới là những cái mà cái tội chống phá nó lợi dụng vô để nó xuyên tạc. Không, xuyên tạc là bắt gì Lê Chí Thành tố tham nhũng, tố sai phạm của ngành, rồi bị chính quyền cộng sản, rồi bị gọi cái gì thù ghét, rồi bắt bỏ tù đó. Đó là những cái chiêu bài xuyên tạc. Và bây giờ tới cái phần gọi là đề nghị phong anh hùng cho Lê Chí Thành, cái chuyện nực cười ấy là mình đã phân tích rất nhiều rồi, đúng không? Cho nên là nói để hiểu, để các bạn thấy được là đây là một cái nhân vật đó, là nói chung là bất mãn, nói chung là bất mãn, và đúng rồi, đây là xúi dục, nói chung là theo đuôi cái đám mà dân chủ nó thổi mà nghe sướng, tưởng đâu là ta đây là ghê gớm. Nhưng mà các bạn thấy vừa rồi có một cái hình ảnh mà đi ra tòa nó nhìn nó rất thê thảm, mà đây là cái hình ảnh chung của những cái kẻ chống cộng, kẻ chống phá, nó thê thảm bằng nhiều cách. Thì Lê Chí Thành ra tòa nhìn cái hình ảnh mặc bộ đồ mà đi, mà hai cảnh sát dìu hai bên mà khom tới trước, nhìn nó thảm thương lắm, nó đâu phong độ như ngày xưa mà còn mặc cái áp ngành đâu. Thì cũng giống như hình ảnh của những cái kẻ mà chống phá mà được đi nước ngoài các
anh chị thấy đó, như thằng Bạch Hồng Quyền nè, đó thằng Lê Văn Sơn nè, rồi con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay là Cù Huy Hà Vũ, thấy những cái hình ảnh đúng là nó có được làm ông này bà nọ ở cái xứ người đâu, nó đi làm cu ly, nó làm những cái việc mà ở Việt Nam nó còn sướng gấp bội, đúng không? Đó, cho nên là đó là cái bài học cho những kẻ chống phá, đó, những cái thành phần mà xuyên ăn nhắc làm, cứ nghĩ là chống đi rồi được qua Mỹ thì sướng lắm, kiếm cái vé đi Mỹ là qua nó sướng lắm. Thì bây giờ mới thấy cái cảnh muốn về đâu về được, nãy giờ anh chị em đã phân tích rồi, có muốn quay đầu cũng không thể đâu, bởi vì anh đã quay lưng lại với dân tộc, với tổ quốc, thì anh phải nhận lấy cái bài học, nhận lấy cái quả báo. Rồi đây anh chết nơi xứ người, dưới ba tấc đất lạnh lẽo ở nơi xứ người, thì mới thấm thía, đúng không? Thấm thía được cái việc mà đi ngược lại cái lễ quốc gia dân tộc của những cái kẻ chống phá. Cho nên là rất nhiều bài học, chứ không phải không. Có cái kẻ nào chống phá đất nước mà qua Mỹ mà làm được ông này bà nọ đâu. Có ông nào mà làm thống đốc bang hay là làm nghị sĩ gì ghê gớm đâu. Toàn là cu ly, qua đó là cày sắc mặt. Đó, thì đó là cái bài học mà chúng ta thấy. Và những cho những cái kẻ mà có ý định chống phá đất nước, nhìn vô đó đi. Đó, không phải chỉ mình đâu, bản thân mình chịu cái hành vi vi phạm của mình, nó là bản thân thôi, nhưng mà còn gia đình mình sao? Có nghĩ tới gia đình, tới dòng họ, tới con cái, họ sẽ như thế nào nếu họ còn sống ở Việt Nam? Thế nên mình sống, mình có gia đình, có anh em, có bạn bè, thì mình sống sao cho ra sống, đừng có để người khác phải nhục vì mình. Đó, thì nói về vấn đề người Lê Chí Thành thì đó, thì con xin chia sẻ thêm một xíu, thì đó là một trong những mà bài học để cho những kẻ chống cộng nó nhìn vô đó, thay đổi vẫn không kịp. Những kẻ nào mà có tư tưởng chống cộng thì thay đổi vẫn không kịp. Mình sống mình nhìn cái đại cục. Họ khi mà cái đầu óc mình quấy bẩn rồi thì họ khi nào mà họ quay đầu đó con, họ tao nghĩ rồi, hầu như họ đa số những người đây cho đến chết đi, họ có vậy kỳ cục lắm. Bởi vì ta đã từng nói rồi, cái khối não của họ mà đã nhuộm màu đen rồi thì hầu như là họ gội rửa không có được. Nó thẳng là vậy. Mà thấy rõ ràng không? Mà nhiều khi cái buồn cười rồi họ chống phá Việt Nam mình, mà nhiều khi mình nói cho cùng thì họ chống phá cái gì? Họ thậm chí nhiều khi họ cũng không biết họ chống cái gì nữa. Nó kỳ chứ. Bố có khi nào bố ngồi bố phân tích cái từ chống cộng không bố? Bố thấy nhà, thí dụ bây giờ nhà bố trồng một cái cây chuối nó ra quầy á, đúng không, ra quầy bơ bự lắm, chuẩn bị được thu hoạch rồi mà bắt đầu gió bão á, thì bố sợ nó cày mất ăn, cho nên bố phải kiếm cây nó chống tống lên đỡ chống gió lên mất ăn. Cho nên tụi chống cộng này nó cũng vậy, nó chống cho Việt Nam không có sụp đổ để nó còn kiếm sống, nó kiếm ăn từ hai cái từ cộng sản, cho nên nó chống là chống vậy thôi. Cộng sản giờ đổ rồi, mấy tụi nó đâu có còn cái từ cộng sản bám víu để kiếm ăn được nữa. Không, đâu có đi vận động được, đâu có đi xin tiền được. Không, đâu có lên YouTube chửi cộng sản để kiếm cơm được. Nam Phong muốn phân tích về cái nhân vật Lê Chí Thành thì bản thân mình cũng ủng hộ một phần, nhưng mà một số cái mình không ủng hộ. Mấy cái mình không ủng hộ nè. Cái thứ nhất, bản thân Lê Chí Thành là một người mang quân hàm đại úy công an, là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã được đào tạo trong ngành công an đầy đủ các cái quy định. Thì nếu như mà nói Lê Chí Thành là người không hiểu biết về pháp luật thì xin thưa cái đó là không đúng. Tại vì một người sống trong một đất nước, bản thân anh em mình thực sự không phải là ngày nào cũng ngồi mua cái bộ luật, các cái bộ luật, từ luật dân sự, luật hình sự, luật bảo hiểm, luật đủ thứ luật, hàng ngàn cái bộ luật để mình đọc, để mình tìm hiểu. Nhưng
mình cứ cảm thấy là những cái hành vi sai trái là đều chắc chắn trong các cái bộ luật đều không cho phép mình làm. À, nếu như mình chưa từng đọc qua cái bộ luật nhưng mà mình biết rằng là gì, nhà nước cấm hoạt động mại dâm, cấm buôn bán ma túy, cấm cờ bạc số đề, thì đó là những quy định trong luật mình biết chắc chắn nhưng mà mình không biết điều nào khoản nào, đúng không? Ở đây nè, trong là nói chút xíu nè, mình nói chút xíu để rồi Huy có phản biện gì, phản biện nè. Hồi nãy mình nói không hiểu biết ở cái chỗ, không phải là không hiểu biết về pháp luật chung, mà pháp luật thì nó vô cùng rộng, nó điều chỉnh tất cả các mặt hoạt động đời sống xã hội của con người. Ở đây cái không hiểu biết cái chỗ là nè, Lê Chí Thành tự có nghĩa là nghĩ mình có quyền công dân để đi đến những cái chốt á, để live stream để mà cản trở cái hoạt động công vụ của các đồng chí công an đó. Nhưng mà Lê Chí Thành lại không biết là cái quyền đó nó phải có cái giới hạn, đúng không? Anh có quyền công dân nhưng mà cái quyền đó nó có cái giới hạn ở cái mức độ cho phép đó. Nếu mà anh không vi phạm, không, anh không cản trở cái người công an thực hiện cái quyền cái nhiệm vụ của người ta, anh không dùng cái hình ảnh đó đưa lên khi mà anh gây, anh làm, anh bôi xấu bôi nhọ cái hình ảnh của người chiến sĩ, thì anh không vi phạm pháp luật đó. Có nghĩa là ở đây Lê Chí Thành cứ nghĩ là tao có quyền công dân, tao có quyền đi quay những cái người mà đi làm này nè, rồi tao cản trở cái việc thi công vụ của họ, chính vì thế là mới bị hốt đó. Chứ không phải là mình nói không hiểu biết pháp luật chung, cái đó nó không phải là nó không biết, nhưng mà nó cố tình nó làm, chứ không phải là nó không biết. Nó cố tình nó làm tại vì nó được cái tự hào thôi, biết trước cũng có cái thành phần khác. Nó cho nó là làm gì là hay. Có nghĩ rằng là trên không gian mạng bây giờ có những nếu mà nó nghĩ nó biết nó làm như vậy nó sẽ bị đi tù thì chắc nó cũng bố nó cũng không dám làm. Giống như một phần nó cũng được biết tức mà những cái câu chuyện kia đi ở trên Facebook bây giờ cái mình nói vậy thôi chứ không phải mình nói cái đoạn clip đâu. Những cái clip ở trên TikTok rồi nó hơi quay những cái clip vui hài vui nhộn á, nó hơi nói là anh chỉ làm một lần duy nhất á. Nam Phong có hiểu không? Có nghĩ rằng là ai cũng lúc đầu chạy xe ra đường bắt đầu là tưởng là anh chỉ làm một lần duy nhất là hay, tưởng là hay, cuối cùng bắt đầu lên té mẹ nó đập đầu xuống đường bị chấn thương rồi bị. Có nghĩ rằng là khi làm nó vẫn biết nhưng mà nó cố tình nó thể hiện, và khi xảy ra thì nó ăn năn không kịp. Giống như những thanh niên bây giờ cho sách tôi chạy ra đường ầm nẹt vô ầm, nó thể hiện anh hùng lắm, nhưng mà gặp công an nó quýt còi nó bắt cái xe là cái mặt không còn, giống như là gọi là tái như đít nhái, không còn miếng máu. Có nghĩa là khi không có cái gì thì nó thể hiện nó là anh hùng, thể hiện nó là đúng, nhưng mà khi bị cái gì thì nó ân hận không kịp. Cái vấn đề ở đây đúng là phòng đúng, luật cho phép người dân được ghi hình, được giám sát lực lượng thực thi pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, nhưng nằm ở giới hạn là gì? Không cản trở bản thân nó, cản trở cản trở lực lượng làm nhiệm vụ, nó ghi, nó đưa cái camera, cái điện thoại hay cái máy ghi hình thẳng vào mặt người ta, hay là nó đứng nó gây cản trở cho lực lượng làm nhiệm vụ. Cái chuyện đó là nó làm rất nhiều lần, là một lần, nhưng mà nó được cái sự hà hơi của cái đám kia, chứ không phải là nó không biết. Nó biết nhưng tại vì sao? Bị bất mãn chính trị, vì bị đuổi khỏi ngành, bị vi phạm pháp luật, bị vi phạm kỷ luật của lực lượng công an. Và nó từ cái đó bắt đầu là nó mới nảy sinh ra cái tính cách tiêu cực, bất mãn xã hội, bất mãn chế độ, xong bắt đầu là nảy sinh tiêu cực, đồng thời được sự hà hơi tiếp xúc của thành phần kia. Nó cứ nghĩ nó ngon, đúng không? Nó cứ nghĩ nó sẽ được một ngày nào đó như Tạ Phong Tần trước đây cũng là sĩ quan công an, thói hóa biến chất vi phạm, đâu sau này nhảy qua Mỹ ở chống phá, thì nó nghĩ một ngày nào đó nó có thể nó cũng được như Tạ Phong Tần.
nhưng mà chắc chắn bây giờ không được nữa. Chắc chắn bây giờ không được nữa. Còn đối với không riêng gì một mình Lê Chí Thành, rất nhiều trường hợp là cán bộ, đảng viên, những người công tác trong ngành, trong các cái lực lượng vũ trang, sau khi bị vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, trở về thì bất mãn sanh tư tưởng chống phá nhiều lắm. Trong đó có thượng tá, đại tá, như ví dụ như một số đối tượng như là Bùi Tiến Lợi, vân vân, rất là nhiều, mình không phải kể tên hết, nhiều lắm. Công an, quân đội cũng nhiều, cũng đầy rẫy ra đó. Cỡ giáo sư, tiến sĩ như Nguyễn Văn A, Nguyễn Đình Cống, Mạc Văn Trang kia nó còn trống mà, thì đương nhiên tụi nó đã mang cái tư tưởng đó rồi. Mình không có cách nào giáo dục được hết. Bây giờ nhốt nó 2 năm tù thì sau 2 năm sau nó ra nó cũng vẫn vậy. Mình biết chắc, nhưng hiện tại bây giờ cái tội của nó nằm ở khung đó. Sau này ra vi phạm tội khác xử tiếp. Và nó sẽ trở thành tù nhân lương tâm. Theo tên gọi của cái đám bên kia. Nó trả gì hết. Nó tù còn có lương tâm. Nó cầm. Nó cầm nó tù lương tâm không? Lương tâm nó đáng rất nhiều. Những chuyện vô. Tự nhân vô lương tâm thì mình tính. Ta chịu vô cho. Tao có bước lên một cái, một cái cô đứa nào ta quên mẹ tên là mấy trăm cái tên mà con coi rồi con thấy rồi. Ồ quá, ta thấy giống như ta nói, ta biết tên đù sao giống như rùi có nhiều gì. Nhưng mà hầu như tất cả đều được công an nhân dân để ý cả. Và người ta là biết vì ta để ý, người ta mới ghi tên vô cái danh sách luôn, thành ra coi như yên tâm hồi gối cao đầu ngủ. Mẹ nó vô tù, nó nói là nó tuyệt thật, khi tròn hình di thức rồi mà nó bắt ù trắng nõn à.